Xin kính chào quý bà con. Thưa quý bà con, giá gạo ngày 20 tháng 7 2024 giá ổn định. Hôm nay giá gạo tại đồng bằng sông Cửu Long ổn định, giao dịch chậm. Gạo nguyên liệu xô về ít do mưa, ít gạo đẹp. Đây là giá gạo chợ tham khảo. Gạo kho sẽ có giá thấp hơn từ 200 đến 300 đồng tùy chất lượng. Tại Sa Đéc, gạo lứt Đài Thơm 8 OM18 Đông Xuân 12.800 tới 12.900. Lứt Đài Thơm 8 OM18 Hè Thu 11.900 tới 12.000. Lứt OM5451 Đông Xuân 11.800 tới 12.000. Lứt OM5451 Hè Thu 11.100 tới 11.300. Lứt IR504 Đông Xuân 11.700 tới 11.900. Lứt IR504 Hè Thu 10.700 tới 10.800. Lứt OM380 Hè Thu 10.400 tới 10.500. Lứt Nhật Đông Xuân 12.200 tới 12.400. Lứt ST21 Đông Xuân 14.000 tới 14.200. Lứt ST24 Đông Xuân 16.400 tới 16.700. Tại Lấp Vò, lứt Đài Thơm 8 OM18 Đông Xuân 12.700 tới 12.800. Lứt Đài Thơm 8 OM18 Hè Thu 11.800 tới 12.000. OM5451 Đông Xuân 11.700 tới 11.900. OM5451 Hè Thu 11.100 tới 11.200. IR504 Đông Xuân 11.700 tới 11.800. IR504 Hè Thu 10.600 tới 10.800. OM380 Hè Thu 10.300 tới 10.400. Tại khu vực An Cư, Đài Thơm 8 OM18 Đông Xuân 12.900 tới 13.000. Đài Thơm 8 OM18 Hè Thu 12.100 tới 12.300. OM5451 Đông Xuân 12.000 tới 12.200. OM5451 Hè Thu 11.200 tới 11.500. IR504 Đông Xuân 11.900 tới 12.000. IR504 Hè Thu 10.700 tới 10.900. IR504 Miên 10.850 đồng tới 10.950 đồng. OM380 Hè Thu nha bà con, 10.400 tới 10.600. Nhật Đông Xuân 12.200 tới 12.400. ST21 Đông Xuân 14.000 tới 14.200. ST24 Đông Xuân 16.400 tới 16.700. Tại Lấp Vò, Đài Thơm 8 OM18 Đông Xuân 12.700 tới 12.800. Đài Thơm 8 OM18 Hè Thu 11.800 tới 12.000 đồng. OM5451 Đông Xuân 11.700 tới 11.900. OM5451 Hè Thu 11.100 tới 11.200. IR504 Đông Xuân 11.700 tới 11.800. IR504 Hè Thu 10.600 tới 10.800. OM380 Hè Thu 10.300 tới 10.400. Tại An Giang, Đài Thơm 8 OM18 Đông Xuân 12.600 tới 12.800. Đài Thơm 8 OM18 Hè Thu 11.700 tới 11.900. OM5451 Đông Xuân 11.700 tới 11.800. OM5451 Hè Thu 11.000 tới 11.100. IR504 Đông Xuân 11.600 tới 11.800. IR504 Hè Thu 10.600 tới 10.800. OM380 Hè Thu 10.200 tới 10.400. Phụ phẩm các loại: IR504 8.700 tới 8.900. Cám khô 7.000 tới 7.200. Giá mang tính tham khảo, sẽ có sự chênh lệch tùy nơi và tùy theo chất lượng. Cảm ơn bà con đã theo dõi kênh. Xin kính chào. Cảm ơn cửa hàng điện máy Phúc Anh, phúcanhstore.com đã luôn đồng hành và hỗ trợ cho kênh Nhà Nông Miền Tây để có thể mang đến nhiều thông tin hơn cho bà con nông dân. Phúc Anh Store chuyên cung cấp các mặt hàng điện máy, điện gia dụng chính hãng.